Lâm Đồng đang đón nhận làn sóng đầu tư vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại, mở ra nhiều cơ hội vàng về đầu tư nhà đất. Trong đó, Nam Ban, một thị trấn xinh đẹp tại Nam Hà, Lâm Đồng, cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, nâng mức giá bình quân của đất nền tăng lên đáng kể. Một trong những lý do nổi bật khiến cho thị trường bất động sản tại Nam Ban nói riêng và Lâm Đồng nói chung đang tăng vọt không ngừng, chính là hạ tầng cơ sở về giao thông kết nối thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc với thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phan Thiết được mở rộng hoàn thiện, khiến cho việc giao thương với các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút du khách đến du lịch, tham quan và thương ngoại tại Lâm Đồng. Đồng thời đóng vai trò chia sẻ việc quá tải về lượng khách du lịch quốc tế đến miền Nam Trung Bộ của sân bay Cam Ranh. Ngoài ra, điều kiện hạ tầng xã hội hiện đại, lượng khách du lịch tăng lên liên tục, chính sách thương mại của tỉnh Lâm Đồng khuyến khích nhà đầu tư khắp cả nước đổ vốn đầu tư. Nắm bắt được thực trạng đó, cũng như mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho khách hàng và quỹ đầu tư trên cả nước, dịch vụ Lê Thanh nhanh chóng ra đời. Tọa lạc tại thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng, đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới và ký gửi bất động sản, nhận tư vấn thông tin nhà đất, mua bán, ký gửi, môi giới nhà đất, đặc biệt là các dự án tại khu vực Nam Ban. Phát huy lợi thế sở hữu nguồn nhân lực đông đảo, có nền tảng chuyên môn cao, am hiểu những biến động nhất thời của ngành bất động sản, từ đó mang đến cho khách hàng những gói sản phẩm có cơ hội xin lời cao, gia tăng lợi nhuận, phù hợp để kinh doanh, đầu tư và an cư, đảm bảo lợi ích kinh tế cho khách hàng. Khi lựa chọn dịch vụ do Lê Thanh cung cấp, khách hàng sẽ luôn được đảm bảo 5 giá trị cốt lõi: chất lượng tiên phong, giá cả xứng tầm, dịch vụ chu đáo, tư vấn tận tình, lợi ích kinh tế và sự hài lòng của khách hàng luôn được đưa lên hàng đầu. Để nắm bắt đầy đủ thông tin về các dự án cũng như địa thế tiềm năng tại Nam Ban, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ Lê Thanh theo số hotline 0986 567 967, 0971 697 127 hoặc đến tại địa chỉ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng. Lê Thanh mang cơ hội vàng đến cho chính bạn.